我哋请咧方生咧教我哋少少柬埔寨文。咁方生，你可唔可以教我哋点样讲 hello 啊 ？So stay。OK， so stay。So stay。好，我哋人与人之间咧，成日都好吝啬讲我爱你嘅。不如我请方沙教我哋讲简文嘅我爱你啊。Kyung so lan ne。哇，非常好啊！大家俾掌声，大家啊，又俾掌声方沙。我知道咧，方沙咧，佢今日嚟到香港咧，其中一样最开心嘅嘢咧，就系见到佢嘅助养者。其實方沙嘅助養者啊，黃女士咧，今日都嚟到我哋當中嘅。每一次方沙收到黃女士嘅來信啦，或者俾佢嘅嘢咧，佢都覺得好開心嘅。Hello，Hello，Hello， 蘇師弟，黃女士 ，Yeah，I teach you Cantonese。好啊，你好，你好，黃女士教佢講廣東話。係啊，你好。Nice to meet you。好開心真係，我知道黃女士有個禮物咧，想送俾方沙嘅。係啊，我差唔多每一年咧都有收到佢嗰啲相片嘅，咁我做咗個相架送俾佢。2010年，方沙係開始接受助養。咁佢接受助養之前嘅生活係點咧？咁大家都好有興趣想知道。Nhóm miền chịu phiệp đồng bạc nà Hơi ca rung nâu rồi bọc nhóm Khi miền tì bưng nâng bà gọt tha Chị bàn xâm rạch nâu biển nà cụt Hơi ca bằng rin Nhóm bằng rin bên tay khi miền phiệp Xong khâm tha nâng bàn xâm rạch tì Xinh và hộp bàn nâu tiếc nhóm ách Dù vi hộp bàn bên tay Ca hộp chỗ vi mình sau cụp cụa nè Hey mong Vì nè yá hê nè có chờ Cảm tình mong Sao xì yá hào xíu bóng lờ世界其實好多好好有才能嘅小朋友就係爭個機會啊！咁啊，我哋希望透過獎同計劃可以幫助多啲有需要嘅小朋友，佢能夠發揮佢哋所長我深信咧，施比受更加有福我哋施予嘅時候咧，其實我哋都被祝福嘅。